Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chi Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà món cá chay rang muối nha. Món này thì ăn cơm rất là ngon nè. Phần cá chay thì bên ngoài giòn, bên trong thì dai, dẻo và đặc biệt là có sớ. Cá chay được áo một cái lớp gia vị ở bên ngoài nè, mặn mặn, cay cay, thơm thơm. Phần muối thì giòn giòn, ăn với cơm trắng rất là ngon luôn. Cách làm thì rất là dễ. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Đầu tiên thì em sử dụng ở đây là 5 miếng cá chay. Cá chay này thì em đã từng chia sẻ với cả nhà cách làm rồi. Ai chưa xem thì em sẽ để đường link dưới phần bình luận video này. Cả nhà bấm vào đó xem chi tiết cách làm nha. Thì cá chay á, em làm hồi lần trước cả nhà em để ngăn đông tới bữa nay nè. Bây giờ em lấy ra rồi em sẽ khứa trên cái bề mặt của cái miếng cá mình như thế này. Để chút xíu nữa mình đi áo với gia vị á cả nhà, thì gia vị nó sẽ thấm vào con cá, nó sẽ ngon hơn ha. Tiếp theo thì em có dùng ở đây là 2 tép tỏi băm, 2 củ hành tím nhỏ băm và 20g gừng cắt sợi. Cả nhà kia ngũ vị tân thì mình bỏ hành tỏi ra giúp em. Em sử dụng là 2 trái ớt cay cắt nhỏ nè và một ít ngò gai em cũng cắt nhỏ luôn. Và đặc biệt trong cái món này không thể thiếu đó là cháo chay. Cháo thì mình sẽ dùng cháo ăn liền như thế này nè. Rồi em sẽ dùng là 1/3 gói cháo nha cả nhà. Mình ưu tiên mình sử dụng cái phần nhuyễn của cháo. Cháo mịn, cháo nhuyễn thì nó sẽ được ngon hơn. Thì cháo mình kết hợp với cái phần muối như thế này, ăn cái phần muối nó không có bị quá mặn và nó giòn giòn rất là ngon. Bây giờ thì em sẽ đem chiên cá trước nè. Cá thì mình sẽ chiên cho nó vàng đều hết hai mặt nha. Thì cái cá này thì mình đã hấp chín sẵn rồi cả nhà. Mình chỉ cần chiên cho nó vàng là được. Mình không có cần để lửa nhỏ, để lửa trung bình cũng được rồi ha. Cho nó vàng đều là được. Đó, vàng như thế này thì được rồi nè. Em sẽ bắt đầu lấy cái phần cá chay của mình ra nha. Tiếp theo thì em sẽ đi rang cháo nha cả nhà. Em sẽ cho hết cái phần cháo vào một cái nồi như thế này. Sau đó thì em sẽ rang cháo với lửa nhỏ. Đến khi nào cả nhà thấy cháo nó chuyển sang màu vàng hơi ngà như thế này và nó giòn là được rồi đó cả nhà. Đó, bây giờ thì em sẽ cho để cháo qua một bên rồi mình sẽ bắt đầu đi rang muối nha. Cái chảo chiên cá lúc nãy nè, nó em sử dụng luôn cái chảo này nha cả nhà. Em sẽ cho hết cái phần tỏi, hành với lại gừng vào đây ha. Sau đó mình sẽ phi thơm cái phần này lên. Khi cả nhà thấy nè, các nguyên liệu nó teo tớp lại và nó chuyển sang mùi thơm thì em cho hết cái phần ngò gai vào đây. Đó, rồi tiếp theo thì em cho luôn ớt nè. Tiếp theo thì em sẽ cho gia vị nha cả nhà. Em cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và nửa muỗng cà phê đường. Đó, mình sẽ quậy lên cho cái gia vị nó tan ra. Sau đó thì mình sẽ cho cá vào đây. Đó, mình sẽ cho cá nó thấm đều gia vị nha. Sau khi mà cá nó thấm gia vị rồi thì em sẽ cho hết cái phần cháo mình vừa rang vào đây nè. Bây giờ thì mình sẽ xóc đều cái phần cháo với cá chay lần nữa hay mình tắt bếp từ rồi đó cả nhà. Nếu mà cả nhà mình không có cá chay á, cả nhà có thể thay thế bằng đậu hũ nè hoặc là sườn non chay đều được nha. Món này làm xong ăn với cơm trắng ngon lắm cả nhà. Hoặc là cả nhà mình nếu mà làm với đậu hũ á, mình cũng có thể ăn chơi, nhâm nhi cũng rất là ngon.
Bây giờ thì em sẽ tắt bếp và em sẽ cho nó ra dĩa luôn nha. Như vậy là xong rồi đó cả nhà. Rất nhanh, rất đơn giản cả nhà ha. Chỉ cần một vài nguyên liệu thôi đó. Thì chúng ta có ngay một cái món cá rang muối chay thơm ngon, hấp dẫn, tuyệt vời như thế này. Cá rang muối chay sau khi hoàn thành rồi, phần cá bên ngoài giòn nè. Bên trong thì thịt cá có sớ nè, dẻo, dai và rất là chắc chắn. Được áo một cái lớp gia vị ở bên ngoài mặn mặn, cay cay, thơm thơm. Đặc biệt cái phần muối rất là giòn và ngon. Món này thì chúng ta có thể kết hợp với một ít cơm trắng và dưa leo nè. Đó thì rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà cả nhà thích thì cả nhà cũng có thể chan thêm một ít nước tương và dầm ớt cay cay nữa ha. Hy vọng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.